Linh ơi. Ai đấy? Ai ngoài đấy đấy? Ai ở nhà tôi này? Nhà này tôi mượn rồi, đất này tôi thuê rồi, ai đấy? Làm gì đấy? Linh ơi, đây mà. À, ở đây chơi đi. Ở đây cho mẹ làm chứ. Thank you.
Đợi một tí. Có buồn không? Đây con gì đây? À, chơi với con gà nhá. Chơi con gà mẹ đi làm nhá. Chữa. Chữa không ở đây chơi nhá. Đây rồi. Đây ngồi đây mẹ uống nước. Yeah.
thôi. Sữa để đốt nến cho Bin nhá. Bin chơi ngoan ở đây nhá. Đấy nhá. Đây chơi nhá. Linh ơi, mẹ ở đây mà, đợi một tí nhá. Đi rồi, mình có cửa rồi. Đợi mẹ nhé. Để mẹ cho cái cửa vào nhé. Đi đây, mẹ đi nấu cháo cho Bin nhé. Mẹ tí. Nước sôi đã nhá.
tí nhá, nước sắp sôi rồi đi nhá. Nước sôi để cho Linh ăn cháo. Dạ. Cháo chín rồi đây, Bin ăn cháo nhá. À, cháo đây rồi. Na đói rồi á. Đói rồi. Cháo nhá. Bỏ đây. Lên để bón cháo. Chà, đây này bát đây. Để bón Bin nhá. Về đây ăn chứ. À, ăn cháo. Rồi hết rồi, tạm quá. Đi lục khoai nhá. Em ngồi đây nhá. Đấy thôi nhá. Mẹ luộc khoai đã nhá. Chín rồi.
Ai đây? Ai đấy? Ai ngoài đấy đấy? Ai ở nhà tôi này? Nhà này tôi mượn rồi, đất này tôi thuê rồi, ai đấy? Tôi là chủ đất thôi mà, sao lại có hỏi tôi đâu? Tôi không biết đâu. Ai đấy? Đất này tôi mượn rồi, ai ngoài đấy đấy? Đất này của tôi cơ mà, đi ra đây xem nào. Sao ở nhà tôi thế? Đất này tôi mượn rồi, làm gì vậy của ai? Làm gì đấy? Mẹ đi ngủ nhé. Mẹ đi ngủ tiếp thôi nè.